Hello, xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ tô màu cho các bạn một cái quả cherry. Và chúng ta cùng nhau đi vào cái video ngày hôm nay nhé. Trước khi là mình sẽ gọt cái bút chì trước đã. Mình sẽ tô màu cho mấy quả cherry này nhé. Và tiếp theo mình sẽ tô màu sử dụng cái màu xanh này, màu xanh đậm để tô màu cho cái cuống của cái quả cherry này. Quả màu xanh này không đúng rồi. Mình sẽ sử dụng màu xanh này nhé. Chà tô màu cho chiếc lá này luôn. Và để tô màu cho chiếc cừu này, mình nghĩ mình sẽ làm cho nó khác biệt một chút. Mình sẽ tô màu cho nó là màu xanh dương. Một chút màu vàng cho nó thêm phần sinh động cho cái chiếc lá của chúng ta.
Và video tô màu cho những cái quả cherry này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Các bạn nhớ like, subscribe cho kênh của mình nhé. Xin cảm ơn.